Chào quý vị và các bạn. Đây là con phố Vĩnh Viễn. Và bây giờ trời đang mưa rất là lớn. Và chỉ sau cơn mưa chừng khoảng ước lượng chừng khoảng 1 giờ đồng hồ thì cả con phố này đã chìm trong nước rồi. Những phương tiện để di chuyển là hết sức khó khăn. Và rác rưởi rồi gỗ các thứ là nổi lềnh phềnh. Cơn mưa này thì bắt đầu từ lúc 17 giờ, đúng vào giờ tan tầm. Nên là nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con. Rồi, một em gái đang cầm ô và đi rón rén. Có vẻ nó rút bớt rồi đấy. Rút bớt rồi. À. Nãy nó mấp mé lên trên này rồi. Rút rồi. Đường này cao đấy, nhiều chỗ này chắc phải ngập để hết bánh xe đấy. Rồi mưa này hàng quán đi về hết rồi, không bán được. Đấy, thấy xe đẩy thứ về nhiều lắm. Một chiếc xe Novo bị chết máy, đang dẫn bộ. Mẹ thằng ô tô kia suýt đâm vào cái người đi qua đường. Đây, nón lá của Việt Nam này các bạn ơi. Đây là nón lá của Việt Nam này. Rồi, không hiểu sao mà hai mẹ con nhà bạn kia thì vẫn trời mưa, vẫn cứ phi ra ngoài. Rồi, lại một chiếc Novo nữa chết máy. Như vậy là chúng tôi đã quan sát được hai chiếc Novo chết máy các bạn ơi. Như vậy là
cái xe Novo đời cũ thì chúng ta có thể thấy là nó cái khả năng chống nước của nó rất là tồi. Lại một chiếc xe máy nữa chết máy đang tiến gần đến phía nơi chúng tôi đặt máy quay. Đây là một chiếc xe Dream. Chiếc xe Dream và chủ xe của nó đang dẫn đi một cách là rất là nặng nhọc, chứng tỏ là anh đã dẫn đi một cái quãng đường khá là xa rồi. Sao? Quay phim. Hai đứa ra tắm mưa à? Tắm mưa không? Xong. Sao? Làm nước cho nó xong. Làm đi. Làm được, làm mà lắm. Rồi cho hai đứa lên phim luôn nhá. Có bớt rồi. Có ở trong hẻm ngập tràn luôn mà. Tới đâu? Tới đây luôn. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá nhỉ. Quay phim. Quay phim chơi. Chiếc taxi này không biết đi đâu rồi. Rồi, một em nhỏ này phải cởi giày. Rồi ra chơi đi, ra tắm mưa đi. Cẩn thận xe hơi nữa nhá, xe đi nhá. Vé số đây. Đặc biệt đây. Đặc biệt đây. Rồi đây là biệt đội cảm tử đi mưa đây. Biệt đội cảm tử đi mưa đây các bạn ơi. Mấy cái ngày mưa nó chạy ra ngoài nó chơi chứ. Đi xe máy đi. Mưa đã ngớt rồi các bạn ạ. Và nước đã rút bớt. Đi chơi các bạn. Lấy xe ra đi đi. Bao nhiêu năm mới có một lần mưa. Rồi một chiếc xe của hãng Yamaha. Như vậy có thể nói rằng là xe Yamaha. Đây là chiếc Noza. Sửa xe không em ơi? Rồi, trời đã ngớt mưa và một số bạn thay vì trú mưa thì bây giờ đã bắt đầu đi về. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe lăn của một người bán vé số đang trên đường về nhà. Đó. Đấy, vé số rồi. Hôm nay chắc là thất thu rồi. Rồi một bác xích lô nữa. Như mình đã nói hồi nãy thì theo ghi nhận là thấy có 3 chiếc Yamaha, 2 chiếc Novo và 1 chiếc Noza đã chết máy.
Như vậy có thể nói rằng là xe của Yamaha thì cái khả năng mà chịu nước lội ngập là không có tốt như những hãng xe khác. Hai thằng đứng ra nhảy đi, đứng chỗ này nhảy đi. Với nhiều em nhỏ thì đây là một cái trò chơi rất là vui, thú vị. Đó. Ở trên kia không có ngập, ở đây có bị ngập. Ở đâu không ngập? Ở trên chợ không à. Chỗ nào ngập mới vui. Tại biết sao ở này mình bị ngập không? Bởi sao tại ở đây là mình là một cái dốc ở trên chợ nó cao. Đúng rồi. Với lại ở chính giữa là nghe cái chính giữa này nó bự, nó cao lên, còn nó xây xuống. Giống như là cái cầu nó đưa lên, đưa xuống kìa. Dạ anh nghe bà. Chính xác. Bởi vậy chính giữa nó cứ ngập nhiều rồi. Mà ở đây là ủa mà tại sao nó ngập dọc lại? Thì là nước mưa lớn, nước chảy xuống không đẹp. Đó đúng rồi, bạn này nói đúng đó. Có khi á nước sông á nó dọc vô rồi cái đường cống chạy theo. Nó quay nãy giờ chứ không mệt. Hơn 10 phút rồi đẻ. Ủa cứ quay cho họ chân hả? Không. Ờ lại một chiếc xe máy nữa đang chết máy rồi các bạn ơi. Chúng đây chú lại chú chơi năm mươi. Quay chơi thôi. Đây là chiếc cúp đời cái là 78 hay sao nào. Những chiếc xe này thì cái khả năng chống nước phải nói là rất là kém. Rồi đây là một chiếc Airblade. Chiếc này đã phải giáp bộ rồi. Con hẻm này thì cũng đã ngập rồi các bạn ơi. Sau cơn mưa thì mọi người đã bắt đầu đang chuẩn bị trên đường để đi về nhà. Và dự kiến là cái tình trạng ngập này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Rồi, phóng sự đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nào, có nói gì không? Không. Không nói gì à? Thích quá. Thấy trời mưa như thế nào? Lạnh. Lạnh á? Lạnh, rất lạnh. Trời mưa, nó ngập vui lắm. Bác vô, bác à, nói cho con nói đi. Trời mưa rất là lạnh. Ta đi gặp tắm mưa. À rồi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 1 tuổi rồi, ok. Rồi, xin chào nha. Hẹn gặp lại cả nhà.